Rồi đi ngoài chơi không? Đi không? Đi, đúng à. Dạ. Đã quá ta. Trời ơi, con đen này đi cái đít kìa, con đít 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 kìa. Trời ơi, coi ơi. Như bà Tám không? Chạy đi. Nói hoàng sớm kiếm bằng sớm đó. Kêu ơi, con kêu coi bà Dolores có nhà không? Con nói Dolores. Can you call her name? Trời ơi, cái đầu tóc kìa. Cái đầu tóc kìa. Ai còn có đầu tóc gì trời. Không mà bà Dolores không có nhà rồi. Thôi coi đi con. Đi con. Chia tay sớm bớt đau khổ đi con. Giỏi quá. Từ 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 từ, từ chờ chút. Để cho mẹ đi trước đi. Hai ai ạ? Hai cái ông ngồi đó đó hả? Trời ơi, người ta từ xa người ta đâu có hai nó đâu trời. Từ động nó hai, con hai mẹ đi. Sao con thấy mẹ con hai mà con thấy người dưng con hai hay vậy? Cái này khôn nhà dạy chợ nè. Hai, thấy chưa? Người ta chỉ nhìn nó thôi là nói hai người ta rồi. Thì sao? Ai đâu? Ai đâu? Con hai ai đâu? Kìa kìa hai bạn kìa. Ê kìa 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 kìa. Kìa hai đi. Hai đi. Vẫy tay chào nhau đi. Trời ơi, dí theo người ta làm gì đây? Làm gì đây? Ê chị đi nổ. Trời ơi, thấy có kẹo là trời ơi hả? Trời ơi, lại há miệng luôn coi được đời không? No 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 chị đi. Sorry. Oh, it's okay. Trời. Trời ơi, có được đời không? Coi chạy đi. Why did you do that? That's not nice. Tại sao kẹo của người ta mà con lại con giật con tính lê lưỡi ra con tính cho con ăn nữa là sao? Con làm mẹ mất mặt quá. Hả? Tại sao con làm mẹ mất mặt như vậy? Rồi bây giờ nó lặng lặng bước đi. Trời, có chịu đời nổi nó không? Trời đất ơi. Oh my god. JD, where you going? Con gì á? Hết hồn con làm mẹ hết hồn luôn vậy. Chạy đi. Đi lại đây nè con. Cứ lặng lặng đi một mình vậy đó. Mày thấy ai có kẹo chạy lại giật coi được không? Nay có cái thối đó nữa. Thấy banh hả? Banh nó bị block ở trong đó rồi, sao lấy được? Lấy không? Mày lấy chưa? Trời, cái đó cái chai xịt mũi của người ta đó. Tự nhiên cái cầm vô lý không? Tự nhiên đưa mẹ. À lấy cái chai xịt mũi ra để tránh đường đi đi. Để lấy cái banh đó chứ không gì hết á. Đó. Đó thấy không? À lấy lấy chai xịt mũi. Trời ơi, con lấy ra sao? Nó lấy được banh rồi đó cô chú. Gì nữa? Gì nữa? Cái gì? Té nè, té nè. Be careful. Nhà người ta mà làm y nhà nhà nó vậy đó. Nó biết đồ người ta cất chỗ nào cũng chạy vô lấy. Có banh là phải có cái cây đó để búng banh chứ. Ấn ăn nó chưa? Đó, quýnh nè, quýnh cho banh nè. Thấy chưa? Biết ngay mà. Nó lùa banh như là lùa dịch vậy đó. Dữ ta. Giỏi quá ta. Làm sao? Làm sao? Gì vậy nữa? Trời ơi, đừng nói chạy vô lấy đồ nữa đi tôi. Trời ơi, chạy ơi. Chạy.
Bước ra đây. No, cái gì mà no? Thôi chạy kìa. Vô nhà người ta một cách tự nhiên và thoải mái không? Trời ơi, nó vô nó quất thêm, nó lấy thêm cây nữa ra, có được không? Có được không? Cầm không nổi luôn mà. Thôi nghe chạy, không có vô lấy đi đem cái đây nữa nghe chạy. Nghe, mày đập á. Đập á, đi về nha. Đi về con. Đây, con đi, bà đi, cái đi đích bà kìa. Sao dạo này đi, có đi cái tướng đó nữa trời. Rồi đi lại say hai với bạn đi. Say hai. Hai, kiếm mày. Lên không? Lên không? Lên không mẹ bồng lên. Lên không? Không, thích chơi vậy thôi. Chay thật sự con không thích chơi xích đu luôn. Mà cô chú không biết cô chú để ý không chay á thì thường chay thích chơi một mình. Ngọc để ý vậy á. Tại vì có mấy đứa con nít á nó cũng không có lưu luyến gì mấy đứa con nít á. Nó chơi có đứa con nít chứ nó lấy đồ nó chơi mình nó à. Nó sắp đồ nó chơi nó sắp xếp rồi này kia vậy à. Không biết là do còn nhỏ quá hay là chưa biết bạn hay là sao. Ê cái đó đồ của người ta đó. Bia, yêu. Bia người ta uống hết rồi đó, dơ rồi đó. Yêu. Đi lại say hai với lại Lion đi kìa. Đi, Lion bạn con đâu rồi? Lại say hai với Lion coi, để con nó biết say hai Lion là gì không. Đây, Lion đâu? Đi lại say hai đi con. Lại chào bạn đi con. Chào bạn này trước đi. Hôn miếng đi, hôn miếng đi. Hôn miếng luôn. Good job, Jay. Đi chỗ không có tâm được. Tao nói cái con này nó không ai cũng có tâm hết á. Miếng nữa. Trời ơi, thương bá trời thương luôn. Ai nữa cái con đấy. Không miếng đây. Ôi, ôi coi. Qua kia luôn. Trời ơi, lại hôn mẹ miếng nữa đây. Lại hôn mẹ miếng. Cái kia hôn mẹ không lại. Coi được không? Hôn mẹ miếng đi. Cho mẹ xin một nụ hôn đi. Love you. Trời ơi, lỡ qua luôn. Không có đây luôn, không có đây luôn, không có đây luôn. Không. Gì nữa, ai nữa? Không ai nữa. Không nào nữa. Cái đèn hả, cái đó đèn. Thì sao? Ờ, cái đèn đó con. Trời ơi, đừng không đèn nghe. Ê, 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 ê. No smoking. Stop. Stop, stop. Đây, đi. Đi. Đi con. Gì? Chữ gì? Con nội con muốn lên đây phải không? Rồi muốn lên mẹ bồng lên. Đây này, ngồi lên mẹ bồng lên. Đây, đây lên. Lên mẹ bồng lên. Lên. 1 2 3. Rồi, nằm xuống. Nằm xuống mày đẩy cho. Ù. Thấy chưa? Đã không? Đã không? Giữ vô. Té nha. Yeah. Hả, xuống đó. Oh, I got you. Ờ, đồ chơi đó. À, giờ lấy đồ chơi sắp nè. Đảm bảo luôn. Ưng sắp mấy đồ chơi lắm, ngộ lắm. À, cái đó chơi xịt mũi. Đó, đó. Ôi, ở cái đây bubble. Hãy nghe nè, không con nhớ hôm qua con người ta cho con cái bubble rồi cái con giục xuống sông không? Con nhớ cái vụ án đó không? Đừng có làm cái kiểu đó nữa, nó vô nó hư lắm cô chú. Hôm qua người ta cho nguyên chai đầy vậy đó, nó đem nó đi xuống thuyền á, cái là nó đem nó đổ xuống nó giục xuống sông luôn, coi được đời không? Nó giờ sắp đồ nữa đó, thấy chưa? Đó đó. Đó, Hồng Hà Nhi kìa, rồi lắc vòng đi. Lắc vòng đi Hồng Hà Nhi, cái đó vòng hai gì vòng của con đó Hồng Hà Nhi. Vòng kim cô của con đó. Giống luôn rồi, giờ có thêm cái vòng đó. Trời ơi, giữ chưa.
Có thêm cái dòng đó là đúng không Hà Nhi rồi đó. À mơ mốt chị phải biết chơi cái gì đó, cái cầu lông đó đó. Cái cầu lông là cái môn thể thao mà mẹ thích nhất đó chị. Mẹ thích được đánh cầu lông. Mơ mốt mẹ luyện cho con, cái mẹ với con đi đánh cầu lông chơi với nhau nha. Đó. Đó, có cái vợt đó, mơ mốt chị lớn lớn lên hai mẹ con mình đi đánh cầu lông có lý chứ. Mẹ rất là thích đánh cầu lông luôn á. Ủa rồi dọn đồ người ta ra vậy hả, rồi đi về hả? Thôi cho một chút nữa người ta về, người ta nói ủa sao tự nhiên hả mấy cái này được dọn ra một chút đi về một chút á, mà giờ xuống hàng á cái mình nhớ ghi chữ là tôi viết thư á, để lại cái chữ là tôi để cho người ta biết là ăn chay nghe chưa, ký tên á, ký tên tôi vậy. Sao con nói gì á? Thôi không có bà bố vậy đó, cái chai đó của người ta không có lấy, không có lấy nữa. Con chơi được cái ba chục, không có bà bố vậy đó. No, it's not yours. Chị đi, không phải của con. Không bà bố vậy, nói bà bố. No, it's not yours. Go put it away. Nope. Chú gì? Cái đó là cái gì? Anh nói mày nghe coi, cái đó là cái gì? Đúng rồi, bỏ xuống đi. Papa hả? Là bố bộ hả? Con nói đi, bong bóng. Bong bóng. Ủa gì? Con gì kêu chay? Nó kiếm á, nó nghe tiếng nói chuyện qua giờ, nó đi nó kiếm ai nói chuyện, để nhiều chuyện ra say hai giống vậy đó. Trời ơi con, nó đi kìa, nó đi, nó bỏ tôi rồi, nó để tôi với cái đống đồ này nè, có được không? Này chân chút nó ký tên tôi cái là chết luôn. Cái ông ta đưa ra đưa banh ra cho nó chơi, nó không chịu, giỡn vô kiếm mấy cái đồ tầm bậy tầm bạ chơi nè. Chị đi. Wow. Trời ơi, coi chơi vậy đó, coi chơi vậy đó mà chơi đó, hay không? Thấy hay không? Chơi vậy đó. Bây giờ đi đâu nữa? Thôi đi người ơi. Đây. Đi lại cái cây màu đỏ kìa con. Đừng có lại đằng đó đấy nữa con ơi. Con này. Đi về nha. Đi về nha. Dạ đi con. Giỏi quá, về ăn cơm nha. Dạ. Giỏi không mẹ miếng. Dạ. Trời ơi sao nay ngoan dữ rồi cha. Đưa mặt mẹ không miếng coi. I love you. Oh, coi. Đó coi ơn mẹ kiểu này là mẹ chết luôn rồi. Ơm mới kiểu mà để cái đầu lên bờ vai là thấy chết người. Bây đi bây nè, mình nghe mẹ cho mình nghe mẹ nói nè, bây giờ mình đi về nha. Dạ. Về con nói ăn cơm. Dạ. Đúng rồi. Đói bụng không? Đói bụng hả? Trời đói bụng. Đói bụng ở đâu? Cái đói bụng không? Đói bụng. Đúng rồi, giỏi quá. Mẹ bớt cơm con em nha. Con thử coi này sao nha. Con chiên gì mà. Ừ, bữa nay là ngày cơm chiên rồi mà hai. Sáng bà kêu rồi, giờ con bỏ hai bịch nữa, nãy bà hỏi con một bịch được không, còn con có quay đó. Hai cứ ăn thử đi. Rồi con nó không có quay đó. Đó cứ để nhiều quá ăn đổ hết con. À, chút xíu được rồi. Ăn no lắm rồi. Không biết cái nào. Cái này nó có để rau quế nè. Cái này có cay nè. Cái này là có cay. Bà hai ăn cái nào? Bà hai ăn thử cái này nè. Cái này có rau quế. Thôi. How was your day at work? Super busy.
I didn't expect it to be that easy. Nó không có muỗng ăn hả? Ăn cái da tôi thôi. Ăn muỗng đây này. I've been having, yeah, I got it. You like it? Yeah, it's good. This, grabbing it. This is like a frozen one. Yeah, it's fine. Is it worth it? Yeah. Just because it's frozen doesn't mean it's bad. You have that approach to food. If you think it's frozen, it's bad. You go and freeze your food anyway when you bring it home. No difference. The flavor is good. Mm-hmm. It's not as crispy as, you know, yeah, something like as it. Fresh. But... Bà hai, cái này biết cái này có gì không? Bà hai có lá chanh trong á. Dạ. Cái nào? Cơm hả? Quê. Ép chanh với rau quế. Mấy cái lá bự là rau quế của mình nè. Mấy cái nhỏ này lá chanh nè. Gà này ngon. Yes. Cái gà này nó không quá chua. Con từ từ con mới thích được cái loại gà này đâu. Yes. Gà nó không có chua nè. Ủa, cái này gì đấy? You bring a laptop in? Yeah. Ở trong cơm á, phải không? Phải không? Phải trong cơm không? Ờ. Như vậy là củ hành đó không? Đúng không? Bỏ cẳng xuống con gái. Con gái à, bỏ cẳng xuống con cơm đi. Chưa ăn gần gái. Cái này màu này chính có dưa hương không ta? Hương áo không ta? Con ngọt mẹ hết mẹ cái trời ơi. Cái này có dưa hương hương áo không ai? Không biết. Cái yếm ở đâu à? Đâu biết mà có thấy yếm là gì đâu. Bởi bữa bà mới hỏi đó. Hư áo hết trơn. Uổng nhiều áo dễ thương. Ba. Mày biết rồi. Good. Bye bye. Nè, nè. Ăn đi con. Your favorite one, right? What is it? Radish? I don't know. No, it's like a plum. Oh. She likes the plum, huh? But very dirty. Mm-hmm. She likes the plum, but it's very dirty. That's why you put the bib on. Mm-hmm. Can you put the pocket right? It's backwards. Perfect. Có lấy cái này nói chung là mấy cái emergency đồ này kia vậy đó. Thì ăn được. Được ha. Nó ăn luôn. Con thấy bán mà nó phải hiểu này không? We had fun, but she didn't want to swim. Ở bên Mỹ nó có nhiều hơn trai. I'll be going with you guys next Sunday for her swim class. I still won't be able to swim yet, though. I'll swim with her in the next couple of weeks. Oh, good. I'm very happy. You like it? Because you do it better, right? I think I do it better than you. I think she listens to me differently than you. But yeah, I'm glad you want to do it. It's cumbersome for me. Because I think if I do it, she will get better faster than she doing it with you. Yeah, I think so too. Because I tried to do it in the lake, and she just won't listen to me as far as orders to swim. I brought her out to the lake, and then I kind of let her sit in there, just holding my hand, and she was not. She was just crying, and she didn't want to do it. That was good. Well, so you want me to buy? Yeah, I'm home really late. Where'd you get at Costco? That's why I don't want to do any videos today. Costco? What Costco? No. Trader Joe's. Costco has the same one. Nó thái này cay này. Nhưng mà con cũng chịu được chứ không có tới nổi. Hai cay cay thì mới ngon. Costco has the same one. Really? Same exact? But like double the size, double the bag. Same exact, yeah. What kind of flavor is that? I don't know. A
I don't know what flavor they got too, but it's the same thing. How do I know about ham? Okay, baby, I'm gonna go lay down and close my eyes a little bit. Kiss. Mwah. Sao sao chay? Sao sao nãy giờ con ngon quậy dữ chay? Cái cơm chiên với lại cái cơm nó ngon không? Cơm này bình thường. Bình thường. Cái này ngon. Cái này thấy nó ngon là tại vì nó có cái lá chanh với cay cay. Còn cái kia bạn thích. Ăn được là nào giờ con không có thích cái gà cái kiểu này đâu, nhưng mà cái gà này nó không có quá chua. Không nó không có bị gắt. Nó mềm mại chứ nó không có bị gắt. Nó có dài. Gì vậy? Trời ơi, làm cá đồ ế luôn ta. Mày cá màu quá. Mặn à. Cá màu quá mà. Bà hổm chua lạc, bữa nay bà rắc miếng muối vô nữa đó. Trời ơi trời. Bà hổm lạc nhất là ăn không được. Để lâu quá nên phải đem rắc xuống chứ. À vậy hả? Làm bà phải rắc miếng muối. Sao phải nấu hủ tiếu ăn chứ thèm hủ tiếu bà. Okay. Bà muốn mà mua một chút xíu thịt bò, bà nấu phở bà dành nước cho em. Mai mốt và trước khi bà về rồi từng sau nó nguyên nồi phở đi. Làm sao rồi tới ngày bà về là lâu quá, làm sao để dành cho em ăn không cơm. À ý là bà hai đó trước khi về bà hai muốn nấu phở để dành trong tủ phải không? À, để nước á, để cho em ăn cơm á. Trước khi về làm thôi. Dễ đi, nó đi học về cái không có gì cái xả cái đó ra cái bỏ vô miếng ấy cái ăn phở thôi chứ đâu có. Đó, bà để cái ly đỏ đỏ vậy đó, nửa ly nó ăn hai chén. Hiểu không? Nó hồi nãy bà lấy ra đó nó ăn không chém, còn miếng bà để đó chẳng nguyên còn nước phở chẳng hả? À, còn chút xíu à. À vậy nãy mới ăn phở hả? Thôi nãy mới ăn phở, ăn quá chừng luôn. Thôi xuống chưa? Có thằng nó thích mấy đó lắm, bún bò quế phở. Bún bò quế phở nó cũng ngon. Nhưng mà muốn bà cố con nấu để dành cho con nước con ăn. Nó không thích hủ tiếu nữa. Biết làm sao không? À. Nó nghe cái mùi mực, cái mùi tôm khô á. À. Nó không thích. Vậy hả? Cá 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 vui nó no, 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 no. Rồi ăn không? Cho em à. Ăn không? Ăn. Ăn với mẹ nha. Con nói cheesecake. Japanese cheesecake. Con thích cái cheesecake này dễ sợ lắm. Ăn quá chừng luôn. Cái kiểu nó mềm mà nó không có bị. Thôi coi chú Bình gọi gì đây. Nãy gọi ổng lại ba của con mất máy. Con baby, để cho mẹ con nó ăn. Ôi là ra đổ tùm lum nữa. Chết con. Nè nói chuyện cô chú đi. Nói chuyện hả? Hoàng hoàng baby. Nói chuyện cô chú đi. Baby nói sao? Nói chuyện ngoài năm nè, ngồi ngoài năm nè. Ui con này nó thì cái chứ nó không ăn nó cũng phá mà ăn nó cũng phá. Rồi về gọi là ổng không có máy ha. Chắc không làm gì nữa. Không làm trốn tìm tình yêu hay gì đây nè. Đi như chơi trốn tìm nữa đó. Ông mấy trăm. Giờ này chắc đi ra không rước bác cái rồi. Nay Thiếm đi làm à? Chắc mình nói buồn. Con đi ra chút xíu là ổng coi. Chúc mà thế nào cũng nói con làm gì mà con bận dữ vậy Ngọc. Con không bận ai bận trời. Ủa sao không kêu ghi tự đi? Ồ rồi em ghi rồi. Em ghi không biết đặt tên cái tự đề mà. Ok Chay nói chuyện cô chú đi Chay. Ai vú hả? Trời ơi, có ai kêu không? Trời ơi, có ai kêu bả không? Coi ớn bả chưa? Đây nè, bả ưng rồi. Dạ, nói chuyện cô chú đi. Cô chú nè, ăn không? Sao con ăn rồi cái mẹ cho con ăn cái con không chịu ăn? Vậy á. Mà trận
Đã cho ăn rồi. Trận trận. Chúng con đói bé bé ơi. Rồi, ăn sầu riêng đi. Đây nè, đây nè, lấy cái muỗng múc. Cái đó là cái gì vậy, bé bé? Hả? Trời ơi, cái móng tay con bây giờ nó mỏng quá vậy. Đào quá. Nước á. Bé bé, này gì vậy? Cho cô ăn đi. À, cảm ơn nhiều. Ờ. Rồi, mang miếng rồi. Thấy mê chưa? Sầu riêng đi. Mày vô, mày vô. Vô. Hả miệng. Nó xạo bây giờ nó cũng xạo rồi, nó không ăn rồi nó quậy rồi nè. Wow, ngon không? Wow. Wow, cái gì cũng wow á. Wow. Ngon. Trời ơi, ớn này. Trời ơi, đã chưa? Đừng có hứng. Bịch này không ngon mà. Ừ, nó ngon rồi mấy. Các bà ăn bà thấy ngon. Tại vì chắc bà thích á. Ngon không con? Ủa chứ con không thích hả? Con thích mà nhiều khi con ăn nhiều sầu riêng hơn bà không biết cái nào ngon. Rồi đâu con không ăn với bữa giờ mua về cả 6-7 bịch bà hay ăn không chứ con có ăn đâu. Thì đó. Bởi bịch này là bà để dành thử coi con có ăn không đó. Cái bà mà định nhận qua rồi. Con đổi ơn bà hay. Hả bà bé? Đỏ. Đỏ nè. Ăn đi vô tắm với mẹ luôn nè. Em tắm rồi tắm nữa hả? Ai nghĩ nè, sầu riêng về xong nó tật cần tắm không? Cần. Hả bê bê? Cần hả bê bê? Tắm hết cho nó đã. Trời ơi, còn lấy cái muỗng, lấy hết cái muỗng này tới cái muỗng kia. Ấy, bà cố thì lúc nào cũng không tho á, đừng lo. Suốt ngày luôn. Không có nói bởi vì vui, không có nói buồn chết được á. Đã quá. Con gái ha. Mà cô làm gì vậy? Con gái ha. Không có, không có, không có con gái là buồn kết được luôn hả con ha. Không có chay cô chú cũng buồn luôn ha. Cô chú buồn giấm vuông ha. Một ngày mà không coi chay là cô chú buồn giấm vuông ha. Chưa cho cô ăn đi nha. Nhớ không? Cô chú thấy con trai cầm cái nĩa giặt sợ lắm nè. Chưa cho bố ăn nữa nha. Nó ngồi kìa. Nhai ăn. Nhai ra, tao nhai đó. Chịu không nổi chị. Thôi ăn mà cũng phải gác nữa. Thánh mà. Thánh gác mà. Ăn miếng coi. Ăn miếng coi. Thánh gác đó. Thánh gác mà Thánh ăn lần hai đĩa luôn á. Cho bà xin cái muỗng á mà kìa. Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đâu. Ăn thịt rửa dưa rửa đồ để rồi. Thà là bỏ đi hết ta chẳng làm gì nhau. Thôi này chưa thất tình nữa nghe nhỏ. Này mà con quên đầu quên đuôi mà bà thất tình nữa còn kể ăn con sống luôn á. Hai kê ha. Cố cho mà con ăn con sống luôn á. À. Chua, ừ, con ăn nè. Ngon không? Ngon. Ngon không? À. Thank you. Không ăn nữa nha, không ăn nữa nha, nghỉ nha. Mẹ không ăn nữa, mẹ uống nước rồi, mẹ không ăn nữa nha. No. Mẹ uống nước rồi là mẹ không muốn ăn cái gì nữa đó. Một khi mà con thấy mẹ uống nước là con biết mẹ về cuộc chơi đó.
Trời ơi, ăn sầu riêng mà cái miếng nước nữa. Xạo sự. Không nổi. Xạo sự. Thứ xạo sự. Cho cô chú ăn chưa? Hồi nãy giờ có mời cô chú ăn sầu riêng chưa? Hả? Hả Giang? Nãy giờ Giang mời cô chú ăn sầu riêng chưa Giang? Hey, let's take a picture of you, đi. Take a picture. Say cheese. Cheese. Okay. Ai đó? Con này là...